Alo. À, chị, mình gửi đồ đi qua bên 1448 chị. Là sao mẹ? Ấy là có người họ đặt á, là tới chị gửi đồ đi qua bên 1448. À, để chị coi thử tại vì chị không biết nữa. Lỡ hả? Rồi để điện lại. Coi thử trong Facebook coi thử. Có Hà đó không? Còn Facebook có ai đặt hàng không? Không, mày chắc không ấy đâu. Vì Hà không vô Facebook. Họ gọi cho cái người đặt đó chứ. Để mình biết đường mà. Alo. Chị ơi, chị rảnh chưa em qua làm buồn chị? Ờ, rảnh này em qua đi. À, chị nặng á chị. Ok. Thèm quá à.
Thank you.